Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng tôi hôm nay hân hạnh mời đến trường quay ông Đỗ Bá Cảnh, tổng giám đốc của công ty nhiệt điện Phú Mỹ 3, là một trong những dự án liên doanh theo hình thức BOT xây dựng, vận hành và chuyển giao đầu tiên của Việt Nam với trị giá 450 triệu đô la. Hiện nay nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 đã cung cấp khoảng chừng 8% tổng điện của quốc gia. Và xin chào anh Cảnh. Vâng, chào anh. Trên cảnh thì như thường lệ thì chúng tôi muốn hỏi anh á, là và theo cái tiểu sử anh mà tôi được biết á, thì anh đã từng học và tốt nghiệp trường đại học Louisiana Lafayette, là một cái trường mà tôi thấy là có một cái logo rất là dễ thương, đó là có hoa bích hợp. Và một cái khẩu hiệu của nhà trường này chính là bạn hãy đi theo hướng của giấc mơ của bạn và bạn sống như những gì bạn đã mơ ước. Thì là bây giờ anh là một trong những cái thành viên đã tốt nghiệp ở cái trường đại học này ở khoa cơ khí, và như vậy thì bây giờ anh nhìn lại á, thì anh có thấy mình thực hiện những giấc mơ của mình như thế nào ạ? Thứ nhất là chào anh Châu. Thứ hai nữa thì câu hỏi của anh thì nó cũng hay, là nếu mà nói về mà sống theo cái ước mơ của mình thì cũng rất là khó, mà nghĩa là tại vì khi mà mình có khi mà còn bé thì cũng mơ nhiều thứ lắm. Nhưng mà nói một ở góc cạnh nào đó thì tôi nghĩ là cũng một phần nào nên là cũng đã sống được cái giấc mơ, đạt được cái giấc mơ của mình. Và giấc mơ nhất của tôi là muốn về làm việc ở Việt Nam, mà tôi đã đạt được cái đó, là tôi nghĩ cái đó là cái mà nghĩa là rất là nghĩa là cảm thấy là được nghĩa là hạnh phúc nhất. Vâng, tôi sang Mỹ từ năm 75 anh. Vâng. Thời đấy thì lúc là nó lạ lạc, thì nó lúc bây giờ gia đình đi thì cả gia đình đi, hồi đó là ông cụ tôi đưa, nghĩa là gia đình hồi đó mình cũng còn bé và còn đang học, nghĩa là cấp 3 thôi. Ông cụ đưa gia đình qua bên đó rồi học xong cấp 3 rồi lên tới đại học, rồi tôi vào cái trường Lafayette. Một trong những ước mơ của anh là trở lại Việt Nam khi anh thành tài. Khi là nghĩa là mình đi làm rồi có cơ hội để về, nghĩa là làm việc ở Việt Nam, thì đó là một trong giấc mơ. Thì nếu là nhìn cái góc cạnh mà sống nghĩa là theo cái ước mơ của mình nên là thì tôi thấy là một phần nào đó nó cũng đã đạt được. Đối với cái công việc sự nghiệp của anh đó là về doanh nghiệp đó. Thì hiện nay ở một cái lưu chuẩn nào đó thì người ta có thể nói anh là một con người thành đạt trong xã hội. Như vậy thì nhìn lại thì anh cảm thấy hài lòng với những điều mình suy nghĩ trước đây hay không, với cuộc sống mà mình đã từng tưởng tượng trước đây hay không ạ? Khi mà còn bé thì cái việc mà đầu tiên đó là bố mẹ dạy là làm sao cố gắng ăn học thành tài, kiếm cho mình một cái nghề để thứ nhất đó là để là mình là lo cho bản thân mình, là để mình rồi sau đó là lo cho gia đình mình, rồi nếu mà còn có khả năng nữa thì có thể lo cho xã hội. Trong cái quá trình nghĩa là khi mà đi học thì khi mà đã xong ra trường thì cũng kiếm được công ăn việc làm, rồi lập gia đình, có con có cái, thì trong cái thời gian vừa rồi thì nghĩa là cũng nghĩa là nuôi các cháu, nghĩa là bây giờ các cháu là cũng đã thành đạt thì chưa, cũng là trong cái quá trình đó các cháu còn đang tuổi ăn tuổi học, thì nghĩa là có một phần nào đó thì mình cũng đã đạt được cái ước vọng của mình từ hồi còn bé. Vâng. Như vậy thì anh có thể cho biết là cái sức mạnh đó của những cái khát vọng của một thời tuổi trẻ nó đóng góp như thế nào
cho cái sự nỗ lực của một con người. Vâng. Vâng, anh thấy là cái đó có phải là một cái động lực nó làm cho con người ta quyết tâm đi đến một cái sự thành công trong cuộc đời mình không? Vâng, tôi nghĩ là phải có sống phải có mục đích anh. Vâng. Là mình phải có, tại vì nếu mà mình không, tại vì cuộc đời nó có nhiều cái nghĩa là nó trắc trở. Vâng. Mà có những cái khó khăn, mà những cái khó khăn nếu mà mình không có một mục đích á, thì mình dễ đi nghĩa là lạc hướng lắm. Vâng. Thành ra cái vấn đề mà đặt cho mình một cái mục đích, đặt cho mình một cái ước vọng hay đặt cho mình cái khao gì đó để nó giúp mình nghĩa là vượt qua những khó khăn đấy. Thì cụ thể như tôi chẳng hạn nghĩa là tôi thấy nghĩa là thời hồi bé thì cái vấn đề đi học thành nghĩa là để mà mình nghĩa là thành đạt rồi nghĩa là có công ăn việc làm. Cái thời tôi nhớ khi mà tôi học đến năm thứ bây giờ khoảng cuối năm thứ hai, năm thứ ba thì bây giờ bà cụ tôi mất. Vâng. Cái thời gian đó là gia đình tôi mới qua Mỹ và gia đình rất là đông anh em mà. Vâng. Thời gian ban đầu ở bên Mỹ thì mình còn đang ở giai đoạn hội nhập thì rất là khó khăn. Vâng. Mà bà cụ tôi thì mắc bệnh rồi mất. Vâng. Các em là còn bé. Vâng. Lúc bây giờ tôi đã định nghỉ học để mà đi làm. Vâng. Nghĩa là ra kiếm một việc gì đó rồi giúp ông cụ, tại vì ông cụ tôi hồi mới qua thì công việc thì cũng không có được nghĩa là tốt lắm. Vâng. Nghĩa là mình mới qua mà. Vâng. Mình đang hội nhập trong đó. Nhưng mà bởi vì có cái ước vọng là mình muốn nghĩa là học thành thành tài. Vâng. Thành ra nhờ cái đó với lại nhờ sự nghĩa là khuyến khích của ông cụ tôi nữa. Vâng. Thành ra nghĩa là mới cố gắng ở lại mà học cho nó xong. Vâng. Chứ nếu thời đấy mà tôi không có ở lại tôi học mà nghĩa là nghỉ mà đi ra đi làm nghĩa là thì bây giờ có lẽ là cuộc đời nó sẽ khác đây. Vâng. Vâng. Cái trường anh là cái trường nó nổi tiếng về những cái khoa học và ví dụ khoa toán, khoa cơ khí này các bạn. Vâng. Trường đó thì nổi tiếng nhất phải nói về nghĩa là về điện về computer đây. Vâng. Bằng computer thì nó là một trong những cái trường nghĩa là nổi tiếng ở bên Mỹ. Cái ngành kỹ sư thì cũng nổi tiếng và nhất là kỹ sư về dầu khí. Vâng. Tại vì cái vùng đó là cái vùng dầu khí. Louisiana. Vâng, Louisiana, cái vùng dầu khí ở phía nam, cái vịnh Mỹ Tây Cơ đó. Vâng. Thì đó là họ, nghĩa là các cái công ty dầu khí, họ có văn phòng với lại có hoạt động rất nhiều. Vâng. Thành ra đó là những cái một cái ngành mà cũng nổi tiếng ở đấy nữa là cái ngành về lịch sử và văn học. Thì nó, trường thì không lớn lắm, khoảng chừng 15.000 sinh viên thôi. Vâng. Nhưng mà nó là nó nó ở một cái địa thế nó tương đối. Ví dụ như bây giờ có một em sinh viên Việt Nam mà hỏi anh là nếu mà em muốn đi học bên Mỹ thì chọn trường nào, anh có giới thiệu trường đó không ạ? Tôi nghĩ là mà dĩ nhiên là sẽ giới thiệu trường Lafayette mà trước tôi học tại tôi quen. Hiện tại bây giờ tôi có một chú em thì cũng đang lại dạy ở trường đấy. Chú em thì chú cũng học trường đấy rồi về chú ở lại chú dạy ở trường đấy. Vâng. Ở chỗ đó thì sinh viên Việt Nam thì cũng nhiều. Thế hả? Vâng, sinh viên Việt Nam cũng nhiều, một số sinh viên thì đã là lớn lên thế hệ thứ hai ở đấy học đấy, có một số còn sinh viên ở bên Việt Nam qua học thì tôi không biết là có không, nhưng mà tôi biết là cụ thể thì có một số sinh viên Việt Nam ở học ở đấy cũng đông. Mà nói chung thì thực ra các trường bên Mỹ thì nếu mà những cái trường mà nó trong hệ thống giáo dục của Mỹ thì cái tiêu chuẩn nó rất là đồng đều. Thành ra nghĩa là ăn thua là mình nghĩa là cái tùy cá nhân. Tùy cá nhân của mình lựa chọn. Vâng, xin cảm ơn anh Cảnh. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp với ông Đỗ Bá Cảnh, Tổng Giám Đốc của Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ 3. Xin quý vị nán lại với chúng tôi trong vài phút nữa với phần 2 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.